Hello, chào Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào tất cả mọi người, anh chị em đang trên diễn đàn. Thì ngày hôm nay nội dung chúng ta đưa ra với cái chủ đề là nước Mỹ. Đó là một cái mà hết sức là nguy hiểm mà anh em chúng ta cũng phải chia sẻ để nhìn nhận về góc độ nào đó để chúng ta có thể thấy rõ hơn về cái bản chất. Và cái bản chất này thì không ngoài gì khác đó là chống phá nhà nước và nhằm thay đổi thể chế ở Việt Nam chúng ta. Và cái thay đổi thể chế này đối với người ta đó là gì? Đó là người ta muốn tạo ra những con rối trong tay người ta. Cụ thể nhất là như Ukraine. Thì cái góc độ này em xin chia sẻ luôn ở cái góc độ thứ ba. Thì thời gian qua sau khi mà cái chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra thì chúng ta cũng đã biết rồi, nhiều vấn đề cấm đối với Nga được đặt ra, cấm vận về mọi mặt, thì trong đó có lĩnh vực thể thao thì chúng ta cũng biết. Đấy, tuy nhiên là mới đây nhất, đúng không ạ, mới đây nhất thì lại thêm một kỳ thủ số 2 của Nga khi có những cái phát biểu thì đã bị cái tổ chức cờ vua, đúng không ạ, cờ vua hay cờ tướng, cờ vua thì phải, người ta cấm thi đấu 6 tháng. Thì anh ta cũng đã biết được cái hậu quả khi anh ta nêu lên cái vấn đề này. Đó là cái tự do ngôn luận như các anh vẫn nói. Thì người ta có quyền thể hiện cái quan điểm, đúng không ạ? Quan điểm của người ta, bởi vì người ta chỉ là một kỳ thủ thôi. Người ta tham gia thi đấu ở một lĩnh vực đó. Thế nhưng mà ngược lại thì các anh lại đưa ra một cái án phạt cấm 6 tháng. Đó, cấm 6 tháng đối với kỳ thủ này. Đó là một đại kiện tướng cờ vua nổi tiếng thế giới. Thì anh này anh có phát biểu là tất cả các lựa chọn thể thao đều bị chà đạp. Nguyên tắc cơ bản mà thể thao không nằm ngoài chính trị đã bị chà đạp. Và anh này anh nói trên trang cá nhân thì đã bị cấm 6 tháng thi đấu vì với lý do là tạo ra cái mối đe dọa với hòa bình thế giới. Và anh ta lập tức đã bị các báo chí phương Tây quy kết, đúng không? Quy kết là anh này ủng hộ Nga gây chiến ở Ukraine, chỉ qua cái lời nói của anh ta là liên quan đến vấn đề là thể thao là không liên quan chính trị. Thì chúng ta thấy rồi, đó là góc độ gì? Đó là tự do. Cũng giống như gì ạ? Giống như mà những cái nhà nhân quyền mà người ta hay áp đặt ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Việt Nam có nhân quyền nhưng vẫn chưa đúng, vẫn chưa đủ. Nhân quyền là phải theo tiêu chí của chúng tôi mới đúng. Đó là lý lẽ gì? Đúng không ạ? Lý lẽ gì? Thì chúng ta có thể hiểu ngay thôi, rất đơn giản. Đó là thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết thôi. Đó là cái quyền của một cái nước lớn khi người ta nêu ra bất cứ vấn đề gì. Thế thử hỏi trước đây những cuộc chiến đã xảy ra thì có cái tổ chức nào lên án, phê phán hay là đặt ra vấn đề nhân quyền đối với người dân các nước như Liên bang 54, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, có không? Không bao giờ có. Và ngay kể cả ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ở thảm sát Mỹ Lai đó, đúng không ạ? Thì góc độ nhân quyền ở đâu? Ai đặt ra nhân quyền? Và tiêu chí nhân quyền là gì? Thì cái vấn đề này ngày hôm nay ở Nga cũng là một cái mà chúng ta có thể thấy được. Ngoài cái góc độ tự do ngôn luận ra thì còn là gì ạ? Còn là nhân quyền nữa. Tự do hay là nhân quyền phải theo quan điểm của các anh thì mới là đúng. Đó là một sự áp đặt một cách nó trắng trợn mà chúng ta có thể thấy được qua một cái sự kiện hay là một cái vấn đề nó rất là nhỏ thôi. Nó rất nhỏ. Đấy là chúng ta có thể thấy được ngay. Và bên cạnh đó là một cái mà hết sức phi lý. Đó là cái cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA này, rồi cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và cơ quan vũ trụ Canada đó, là gửi một cái văn bản nói rõ với Nga là các lệnh trừng phạt áp đặt với các doanh nghiệp vũ trụ của Nga không liên quan gì tới việc hợp tác tại trạm vũ trụ quốc tế ISS cùng với các bên. Cái này chúng ta thấy nó có vô lý không? Có nghĩa là anh áp đặt cấm vận đối với người ta thì được, nhưng mà người ta không có quyền cấm vận anh. Cái này nó rất là ngược đời mà nó rất là vô lý. Thế thử hỏi chúng ta nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Góc độ nào đi chăng nữa thì nó cũng không phù hợp. Không lẽ chỉ có các anh mới có quyền cấm tôi còn tôi không có quyền cấm anh à? Dĩ nhiên em vẫn nói rồi, em không ủng hộ cuộc chiến nào cả. Thế nhưng chúng ta nhìn ở đây, chúng ta phân tích có sự đa chiều, nhìn nhận nó đầy đủ. Đấy, thì qua cái cuộc chiến Nga và Ukraine ngày hôm nay chúng ta thấy lộ ra nhiều bản chất, nhiều vấn đề đối với cái thái mà chúng ta gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền theo kiểu phương Tây. Đúng không ạ? Anh có quyền làm bất cứ một vấn đề gì, áp đặt bất cứ một lệnh trừng phạt gì đối với quốc gia người ta. Thế nhưng ngược lại người ta lại không có quyền cấm anh. Đó là cái điều gì ở đây? Đúng không ạ? Thế chúng ta có thể thấy được ngay thôi. Đó là một cái rất hết sức vô lý. Mà từ trước đến giờ vấn đề nhân quyền thì vẫn luôn áp đặt ở Việt Nam chúng ta. Và theo thông tin thì em mới nắm đây thì hình như ngày hôm nay hay ngày mai gì đó, theo giờ Việt Nam thì sẽ tổ chức một cái hội nghị bàn về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, tổ chức tại Bruxelles, Bỉ. Đó, chúng ta có thể thấy được ngay thôi, đúng không ạ? Khi mà Việt Nam chúng ta bỏ phiếu trắng thì đã có rất nhiều đại diện của các nước đã lên tiếng yêu cầu chúng ta phải chọn phe. Và khi chúng ta không chọn, đúng không ạ, chúng ta thể hiện quan điểm rất rõ ràng 4-0 thì ngay lập tức đã có nảy sinh những vấn đề, nào là những thành phần cơ hội trong nước tổ chức hội đàm này hội đàm nọ, muốn gặp gỡ những người này người kia, đại diện này đại diện nọ, rồi là gì cố vấn cấp cao sang vấn đề Việt Nam để nói về vấn đề an ninh nhân quyền và vấn đề Ukraine, vân vân và vân vân ạ. Thì chúng ta thấy cái chiêu bài này bao nhiêu năm nay người ta vẫn áp dụng như vậy. Thế thì đất nước chúng ta được ngày hôm nay đó phải là khẳng định một điều rất rõ ràng. Nếu như không có sự lãnh đạo có thể nói là sáng suốt, tài tình và khéo léo trong vấn đề ngoại giao của lãnh đạo đảng nhà nước thì Việt Nam chúng ta chắc chắn cũng trở thành một chiến trường. Và khi trở thành một chiến trường ngày hôm nay thì người dân Việt Nam chúng ta còn khổ hơn gấp trăm lần người dân Ukraine. Đúng rồi. Đó thì chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Thấy được những cái mà hệ quả hết sức nguy hiểm khi các thành phần cơ hội và các tổ chức chống phá nước ngoài luôn tìm mọi cách gây kích động chia rẽ ngay trong lòng xã hội của Việt Nam chúng ta. Và bài học nhãn tiền ở các nước là những cái bài học đau thương bằng máu để chúng ta nhìn vào chúng ta học hỏi. Chứ không phải các anh lợi dụng một vấn đề các anh có học hàm học vị, hay là các anh cho rằng các anh hiểu biết hơn người, các anh thể hiện vấn đề này vấn đề kia. Xin thưa với các anh là khi mà đất nước xảy ra một cuộc chiến thì những thành phần hết giá trị lợi dụng như các anh có khi là lên ngọn đầu đài đầu tiên nha, lên ngọn đầu đài đầu tiên. Bởi vì ngay cả tổ quốc, dân tộc các anh còn phản bội, các anh chống phá thì các anh không thể trung thành với bất kỳ một quốc gia nào khác. Thì có lẽ các anh sẽ bị loại bỏ đầu tiên, bởi vì lúc đó các anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái vấn đề này. Bên cạnh đó nữa, lại thêm một cái vấn đề nữa. Đó là ngày hôm nay thì ông Tổng thống của Ukraine, ông phát biểu, đúng không ạ? Phát biểu tại Liên Hợp Quốc là ông có nói, đưa ra cho Liên Hợp Quốc một trong hai lựa chọn. Một là thực hiện lệnh cấm vận Nga một cách nó đầy đủ, cụ thể như kiểu là chúng ta hiểu như là áp dụng lệnh cấm bay vân vân cả. Đấy, để ủng hộ Ukraine. Còn không nữa thì giải tán cái tổ chức Liên Hợp Quốc này đi. Thế thì em không hiểu với một tư cách tổng thống phát biểu như vậy thì với hàm ý gì? Không lẽ cái tổ chức Liên Hợp Quốc sinh ra để phục vụ lợi ích cho mỗi Ukraine thôi à? Còn các quốc gia khác là không cần quan tâm đến à? Đúng không ạ? Thì cái này chúng ta thấy rõ rồi. Cái tổ chức Liên Hợp Quốc sinh ra để làm cái gì? Đúng không ạ? Để bảo đảm an ninh, an toàn của thế giới, để tránh những cuộc xung đột. Thế nhưng mà bao nhiêu năm qua thì những cuộc xung đột đều xuất phát từ Mỹ. Mà Mỹ là ở đâu? Là trụ sở của Liên Hợp Quốc. Thì pháp luật quốc tế và nghị quyết của Liên Hợp Quốc có tồn tại, hay là có thể nói là có nằm trong cái tầm mắt của Mỹ và NATO hay không? Thì theo em nghĩ là không có. Bởi vì nếu có thì chắc chắn người ta sẽ không có những cái hành động một cách nó bất chấp như thế. Thế nhưng ngày hôm nay thì Tổng thống Ukraine đã phát biểu những cái câu nói mà theo em nghĩ nó đi vào lòng đất. Em nói thật. Thì trước đây thì ông đã từng kêu gọi người dân các nước hãy xuống đường biểu tình để ủng hộ Ukraine. Thì trong khi đó đất nước quốc gia người ta đang yên ổn, ông lại muốn biểu tình. Ông đạt được cái mục đích gì ở đây? Hay là ông chỉ cần đạt được mục đích của ông và cái giới lãnh đạo của các ông thôi? Còn người dân các nước không có giá trị gì khác. Đó là những cái mà em cảm thấy rất là buồn cười đối với phát biểu của Tổng thống. Và mới đây nhất nữa thì ông ta lại yêu cầu các quốc gia là phải đảm bảo an ninh cho Ukraine 100%. Nếu mà không đảm bảo được thì sẽ nhờ Nga bảo vệ an ninh cho ông ta, an ninh cho Ukraine. Chúng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn, nó quay xe. Làm gì có kiểu đó, đúng không ạ? Chính trị không phải trò chơi, không phải là sàn diễn, không phải là sân khấu. Chiến tranh cũng vậy thôi. Chiến tranh là đau thương, là mất mát, là sinh mạng con người, là thiệt hại về kinh tế, về tài sản, chứ không phải là một câu nói có thể giải quyết được. Thế thì Ukraine ngày hôm nay không trách được ai. Dĩ nhiên ở đây em không nói người dân, bởi vì người dân thì người ta không quyết sách được những vấn đề của nhà nước. Đấy. Thế nhưng đó là một cái lựa chọn có thể nói theo em nghĩ là nó chưa được sáng suốt, thì mới dẫn đến cuộc chiến này. Nhiều người đưa ra phân tích và ủng hộ Ukraine, đó là quan điểm của những người đó và em tôn trọng. Em cũng không ủng hộ bên nào cả. Thế nhưng qua cái sự việc này, chúng ta lột tả được cái bộ mặt của những nước văn minh, dân chủ, tiên tiến, nhân quyền, đúng không ạ? Từ việc cấm hết cái này cái kia rồi chuyển sang tịch thu tài sản của các cá nhân, vân vân và vân vân hết. Ấy, rồi là gì? Mỹ thì kêu gọi các nước EU là cái cấm nhập khẩu dầu từ Nga, trong khi anh lại tăng cái nhập khẩu lên, xong anh mang về anh lại bán lại cho EU, đúng không ạ? Đức thì lại bảo là gì? Nếu tạm thời là không dùng hoặc là dùng ít đi, nếu lạnh quá thì mặc áo ấm. Dạ xin thưa, nếu mà lạnh quá mặc áo ấm thì người ta cần quái gì phải mua dầu nữa, đúng không ạ? Cái đó là một cái nó rất là thực tế mà em thấy nó rất dễ hiểu thôi. Nhưng không hiểu tại sao, em không đánh giá các bộ máy của nhà nước, thế nhưng không hiểu tại sao có những thành phần cơ hội ở trong nước vẫn ca ngợi, vẫn đưa ra những cái thông tin nó rất là mù quáng, nhằm che mắt người đọc, người nghe, người xem. Đó là cái gì? Âm mưu gì? Bản chất gì trong vấn đề này? Đúng không ạ? Thì qua cái sự chia sẻ này, ba vấn đề như vậy, ba cái nội dung em chia sẻ như vậy, thì cũng rất mong anh chị em chúng ta trong diễn đàn chia sẻ những cái nội dung mà em chia sẻ ngày hôm nay trên các cái nền tảng mạng xã hội. Một là để em có thể tiếp thu được những đóng góp ý kiến của mọi người thêm, để bổ sung thêm về kiến thức của cá nhân em trong các cái nội dung đã chia sẻ. Thứ hai nữa là chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá cái sự kiện, những nhân vật đó thực sự người ta có cái lòng tốt, đúng không ạ? Có cái lòng tốt hay là có vì quốc gia dân tộc của chúng ta hay không? Hay người ta chỉ lợi dụng vào những vấn đề đó, người ta tạo ra một cái luồng dư luận nhằm gây áp lực đối với lãnh đạo đảng nhà nước để người ta đạt được những cái mục đích mà người ta đã được vạch sẵn ra rồi, có kế hoạch hẳn hoi để người ta nhằm chống phá nhà nước chúng ta. Đó là ba cái nội dung mà em chia sẻ ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Ok Trung, có cái điểm thế này nè Trung nè, nãy Trung có chia sẻ đó thì anh thấy có điểm nằm này, tức là về vấn đề kỳ thủ gì của nước Nga, đúng không ạ? Chỉ có những cái phát ngôn gì mà theo quan điểm của anh ta thì lại bị thế giới phương Tây ha, hoặc là liên đoàn gì đó cấm anh ta 6 tháng. Thì mình thấy Trung thấy có vấn đề gì đó gọi là đập từ trong trứng nước không? Cụ thể là gì? Đã là một kỳ thủ thì ít nhiều thì anh ta có cái sự ủng hộ nhất định, hay chúng ta có hiểu là có một lượng fan đó, và cái quan điểm đó thì lập tức là bị dập ngay. Mà hành động dập đó là gì? Thực ra theo mình cho rằng đó là trấn áp, đúng không? Có nghĩa rằng giống như cái sự mà gọi là chạy truyền thông đó, tức là bài của họ, đúng không? Họ cũng nhìn được cái hậu quả của những người gọi là chúng ta có thể tạm gọi là người của công chúng đi, người của công chúng đấy có ảnh hưởng như thế nào, và họ lo lắng về điều đó nên ra họ trấn áp ngay, dập liền. Chúng thấy ghê. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều. Có bố Cầm gì cũng muốn gửi yêu cầu lên đó, thì Trung có muốn chia sẻ gì thêm không? Dạ thì cái nội dung cơ bản thì em cũng đã chia sẻ xong. Thì có gì thì em cũng cảm ơn anh và tất cả mọi người. Cũng mong mọi người trên diễn đàn, anh chị em, cô chú bổ sung thêm những cái gì mà còn thiếu sót thì em xin phép xuống like ở đây. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều nha.